Đây là bé chiều bé xuống đây nè. Chân đó đường này luôn ha. Ờ, cây cầu đây luôn. Ờ, cầu đây luôn. Nhưng mà bé chết ở đằng kia. Đằng kia ha. Ừ. Vớt là được ở đằng kia. Bé xuống đây mà vớt được đằng kia. Yeah. Có quẹ không con? Con sắp ra đi con. Để con bên con sắp ra đi, sắp ra thấy nha. Không đề máy hoặc hết bệnh luôn tí người. Nhất này thì tới chỗ chục rồi mọi người. Kêu bé về nghe. Bé tắm xong tại đây nè. Đâu rồi con? Đốt hai cái đang cày đi. Một ly nước chào anh hai. Mẹ hả? Hai ly chào con. Hai ly chào. Nè. Con bé xe. Điểm bé thì tiến sẽ phát trực tiếp, mong cô chú nên giờ xem kênh tiếp nhất vui vẻ nè. Gắn cái này vô cái hả? Gắn này vô cho thầy Tụng nó hút vô. Con để đó rồi chứ. Ừ, nó lấy này chứ có chứ. Nó quá nó rồi đã. Rút ra là nước rút ra rút. Cái vũ nhẹp. Để rồi đúc thêm ba cái nhang cắm ngoài. Nè. Nè vâng lại đó. Đâu đó. Kỹ đó. Anh thấy nó lội lên lại ha. Nghĩ là vâng lại cho nó. Ở bên kia không có cầu mới lại đến tới đây nè. Nó đi vào xong nó đi xong ở đây nè nó. Rồi cho mua. Đây hả? Là nó đi nó lội gặp mé hả? Dạ đúng rồi, đi đường sông ở đó xuống cầu đẳng nó lội đường sông lại gặp mé lại đây lại đây nó hơi tối chút mà thầy. Cái đây đang ngồi mà nó bám lại cho nó dễ lên. Con nào trống. Ngay kệ chỗ cái dừa đó đi.
À, chỗ kẻ chỗ cái dừa đó. Chứ đừng gớt trước rồi. Đứng lại đắng đi. Đó ngay chỗ kẻ cái dừa đó. Chân này luôn ha. Nó sâu sâu đó, sâu lắm. Ở đây 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 ngay kẻ này. Ừ. Cắm ngoài ba cây, ừ. Đốt thêm về cây rồi cắm dài xuống mé đi. Đốt thêm ít cây nữa dài xuống mé đi. Cây chạy dài xuống dưới nữa nữa. Cắm ở ngoài đi, cắm ở ngoài đi. Cắm ngoài nó cứng hơn á. Cắm mé này nè, thả bên mé đi. Ừ, được. Được. Ừ, cắm hai bên mé đi. Hả? Rồi lát nữa con làm sao rồi? Con để cái hình này em nó dính lên. Được chưa? Được không? Ướt như dính bụi là nó không dính. Rồi đốt ngang thêm một cắm dài xuống mé đi. Ba cây dài xuống đi nè. Ở nhà còn ngang không? Dạ còn. Ngay đây nha, một cây dưới hết nữa, ba cây nữa. Đó đó. Thằng Dương. Ở Thằng Dương. Ở Thằng Dương. Ấp Tân Lộc B, xã Thằng Dương. Ở tầng lọc B. Ờ à, dài xuống xuống mé đi. Cũng có hết rồi. Để đi tắm sông nào để không mất lộ. Lên bến này dài xong rồi con ơi. Đi lên nhớ là mày tránh gai. Dạ dẹt cái tàu dừa chứ. Dạ quyến lê tổ về niệm ơn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn hương linh nguyện. Nguyện gì? Nguyễn Văn Tấn Di. Nguyễn Văn Tấn Di 12 tuổi tứ ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão. Nguyện hương linh lai đáo đạn tiền thọ tài hưởng thực thánh pháp dân kinh thông xá mê đồ vãng sinh tình đồ. Cận thỉnh hữu phường hữu thổ thổ địa chánh thần kiểm mộc quá thủy thổ nhị vị thần quan. Tả mạng thần quan hữu mạng thần quan tiếp chịu phục vì giống linh tánh. Nguyễn Văn Tấn Di Lai đáo đàn tiền thọ tài hưởng thực thính pháp dân kinh văn sanh là quốc. Từ thời Việt Nam quốc Đồng Tháp tỉnh Lai quân huyện Tân Dương xã Tân Lộc qua bê ấp Phổ Nguyện Gia Quyên Phúc Thọ Khương Ninh Phạm Vê Chúng Sanh Tề Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Dân chư tịnh thủy biên sai tam thiên tịnh không bàn đất là nhân thiên này pháp giới quảng tầng duyên để diệt tội tiêu khuyên quá diễm quá hồng liên ơi Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát ơi Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Đa Ni. Nam mô Bát Đa Đát Na Đa Đa Già Già, Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Tu Bà Bà Già Bồ Đề Tăng Đó Bà Già Ma Tát Đồ Bà Già Ma Ca Lô Ni. Ca Già An Đốc Hoàng Đạo Phân Vị Số Đăng Na Đất Cổ, Nam mô Tất Kiết Lực Đỏ Y Mân A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thất Phật Ca Lăng Đà Bà, Nam mô Na Đa Cận Kỳ A Đề Ma Phần Đất Sa Ma Tát Bà Tha Đạo Chư Văn A Tài Dân Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đần Đầu Đấng Địa Thắng Na Bà Lộ A Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Di Ma Bồ Đề Tát Bà Tát Bà Tăng Đà Ma Đa Ma Đa Ma Ma Đế Đà Dân Câu Lô Câu Lô Kiếm Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Sa Đế Ma Phật Sa Đế Đà 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 Đề Đề Ni Thất Phật Ra Gia Giả Ra Giả Ra Mà Mà Phật Ma Đa Mộng Đế Lại Hay Gì Thất Na Thất Na A Đa Sâm Ra Đa Xá Đề Phật Sa Phật Sâm Phật Ra Xá Gia Hổ Đô Đô Ma Đa Hồ Lô Lô Hay Đề Ta Đa Ta Đa Tất Đề Tất Đề Tô Đô Tô Đô Bồ Đề Giá Bồ Đề Giá Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Di Già Na Đa Cận Kỳ Địa Đi Sắc Ni Na O Già Ma Na Ta Bà Ha Tất Cả Già Ta Bà Ha Ma Tất Cả Già Ta Bà Ha Tất Cả Vũ Nghệ Thất Bàn Na Già Ta Bà Ha Na Đa Cận Kỳ Ta Bà Ha Ma Đa Na Đa Ta Bà Ha Tất Cả Tăng Na Mục Khi Già Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Tất Cả Già Ta Bà Ha Dạ kiến ra tất đà dạ ta ba ha ba đà ma yên tất đà dạ ta ba ha na đà cẩn chi bằng dạ đà dạ ta ba ha ma bà lì thắng yết ra dạ ta ba ha Nam mô Bát Đa Đát Na Đa Đa Già Già Nam mô A Di Đà Bà Lô Yên Đế Thất Bàn Đà Dạ Ta Ba Ha Tất Điện Đâu Màn Đa Đa Bạc Đà Dạ Ta Ba Ha Tất Điện Đâu Màn Đa Đa Bạc Đà Dạ Ta Ba Ha Tất Điện Đâu Màn Đà Đà Bát Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Bát Nhã Ba La Mận Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Quán Nhã Ba La Mận Đa Thọ Chư Kiên Ngộ Ứng Gia Không Đồ Nhớ Thiên Khổ Anh Xá Lời Từ Sân Bất Dĩ Không Ông Bất Dĩ Sắc Sắc Tướng Thì Không Ông Thứ Thì Sắc Thọ Tướng Hành Thực Diệt Phụng Như Thị Xà lờ tự thị chư bác phong tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất dèm này cố hồng trung vô sắc vô thọ tướng hình thực vô nhận nhị tỳ thiệt thân ấy vô sắc thinh hương gì sống qua vô nhận gia này đi vô thức giới vô vô minh diệt vô minh tận này đi vô lao tứ diệt vô lao tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc vị vô sa đắc cố bồ đề Tăng đoài văn nhã ba la mật đà cố tâm vô quan ngạn vô quan ngạ vô công bố kiến ly điên đạo mong tường ô cánh hạt bàn nằm thở chư Phật y bất nhà la mật đà. Cô đắc a nậu đà la tâm hiệu tâm bồ đề cô chi văn nhã ba la mật đà thì đà ẩn chú thì đà minh chú thì vô thường trú thì vô đắng đắng chú năng trừ. Nhất thiết hậu chân đẹp bất hô thiên nhạo la mận đa chú tư thiệt chú viễn đến đế ba lạ tăng hiền đế bồ đề ta bà ha Nam mô A Di Đà Già Đa Ta Già Già Đa Ni Già Tha Di Đi Đô Hà Tị Di Đi Đa Tấn Đa Ma Tị Hồi đốt này Di Đa Tị Ca Lăng Đế Hà Di Đi Đa Tị Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Ha đốt và để trên nổ chứ để cháy đầu nó Nam mô A Di Đà Già Đa Tha Già Già Đa Ni Già Tha Di Đi Đô Hà Tị Di Đi Đa Tấn Đa Ma Tị A Di Đà Tị Ca Lăng Đế A Di Đi Đà Tị Ca Lăng Đế A Di Đi Đà Già Già Na Chí Đa Ca Lại Ta Bà Ha Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già già đa ni già tha di đi đa hòa tịnh di đi đa an đa ma tịnh di đi đa thị ca lăng đế an di đi đa thị ca an đa già già ni già già na
Di Đà Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Ca Lợi Ta Bà Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Ca Dạ dạ đi dạ ta di đi đó hòa tịnh di đăng nam hòa tịnh di đi ra thì căn đăng di đi ra thì căn đăng dạ di na dạ dạ na chứ đa là ta bà ha. Sao dạ muốn để chung luôn hả? Xe dắt xe cái dùm, có ai dắt xe cái dùm xe hơi qua kìa. Một giờ dễ đâu ta nâng nhập phải ra bắt ra mặt đôi dễ hồng. Một giờ dễ đâu ta nâng nhập phải ra bắt ra mặt đôi dễ hồng. Một giờ dễ đâu ta nâng nhập phải ra bắt ra mặt đôi dễ hồng. Biến thực biến thị trần hôn án a một giờ dễ đâu ta nâng nhập phải ra bắt ra mặt đôi dễ hồng. Nam mô Già Di Lô Ta Năng Nhà Phật Ra Bắc Ra Mận Ra Giá Hồng. Thu bánh nha dạ. Nam mô Già Di Lô Ta Năng Nhà Phật Ra Bắc Ra Mận Ra Giá Hồng. Nam mô Già Di Lô Ta Năng Nhà Phật Ra. Để ly rượu đi. Để cái ly rượu rồi, nơi nào cũng rượu. Nam mô sư tử chấn cần không dẫn quả xâm la dân thế tôn nhất quả linh sàng chư Phật. Địa tạng chứng minh nhì quả linh sàng dông giá siêu thăng tam quả linh sàng. Và chủ thọ thọ phước cẩn thỉnh ngũ phương ngũ thổ thổ địa chân thần kim mộc quả thủy thổ nhị vị thần quan tả mạng thần quan hữu mạng thần quan. Tiếp chịu phục vị dông. Đấy, có trà. Những dân tướng di lai đáo đằng tiền thọ tài hưởng thực thánh pháp dân kinh giảng sanh là quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Già đa ta già già đa di đà ta di đi đâu và tây an di đi đang nam mà tây an di đi đa thì càng đế. A Di Đà thì càng đa già ni già già na di đa lại ta và nam mô A Di Đà Phật. Già đa ta già già di đa ta di đi đâu và tây. A Di Đà Nam Mô Tây A Di Đà Thị Căn Đế A Di Đà Thị Căn Đế Ya Ni Ya Ya Na Chí Đà Lợi Ta Ba Nam Mô A Di Đà Phật Ya Đà Tha Ya Ya Đà Ni Ya Tha A Di Đà Phật Tây A Di Đà Nam Mô Tây A Di Đà Thị Căn Đế A Di Đà Thị Căn Đế Ya Ni Ya Ya Na Chí Đà Lợi Ta Ba A Di Đà Phật Thần Kim Sắc Tường hảo quang minh vô đẳng lưng bệnh hào quyền truyền ngũ tu di hâm một chân thành tứ đại hải. Hoàng trùng qua Phật vô số ân qua Bồ Tát chúng diệt vô biên tứ thập bát nguyện. Đồ chúng sanh cứu phẩm hàm linh đăng bị ngàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ. Đại bi tiếp dẫn dòng bình nguyện dân tướng di 12 tuổi giáng ở ngày mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão. Nguyện hương linh lại đáo đàn tiền thọ cam lô vị vãng sanh là quốc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Giống hồn ơi hơi giống hồn cuộc đời nay biển mai còn tình chưa. Tình rồi một giấc say xưa sẽ sinh niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cất lạc nước kia cho xa hạng quỷ mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng giấc hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Quán Âm Bồ Tát vui mừng tới cầm nhánh liễu tới bưng kim đài. Quay cùng thái. Đông cái nữa. Ừ, cái này xong rồi hả mọi người? Xong rồi giờ đi về ha. Đi bộ hả? Ông lên xe chứ. Lên xe rồi đợi. Xe đâu? Đợi không hay. Đi nhà trước đi.